Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với những thông tin mới nhất về Đồng Tâm. Theo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại xã Đồng Tâm thuộc huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội ngày 9 tháng 1. Ngày 10 tháng 1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại xã Đồng Tâm thuộc huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án về 3 tội danh để điều tra vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, gồm giết người, tàng trữ sử dụng vũ khí trái phép và chống người thi hành công vụ. Trước đó, ngày 31 tháng 12 năm 2019, một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn, thành phố Hà Nội theo kế hoạch. Trong quá trình xây dựng, sáng ngày 9 tháng 1, một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng, tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, dẫn đến hậu quả 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh, 1 đối tượng chống đối bị chết, 1 đối tượng bị thương. Các đơn vị chức năng đã khống chế và bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật nghiêm trọng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay, các đơn vị liên quan đang tiến hành xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn theo đúng kế hoạch. Biến cố ở Đồng Tâm có thể coi bắt nguồn từ năm 1990 khi Bộ Quốc phòng được giao xây dựng sân bay Miếu Môn trên địa bàn 3 xã của huyện Chương Mỹ và xã Đồng Tâm. Đến năm 2014, Bộ Quốc phòng có quyết định giao đất cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel tiếp nhận, quản lý, sử dụng vào công trình quốc phòng A1, trong đó có 46 hectare thuộc xã Đồng Tâm. Vụ việc lên đến đỉnh điểm vào ngày 15 tháng 4 năm 2017, khi 4 người, trong đó có ông Lê Đình Kình, nguyên là bí thư đảng ủy xã, bị bắt để phục vụ điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng liên quan đến giải tỏa đất ở xã Đồng Tâm. Một số công dân Đồng Tâm đã đập phá ô tô và bắt giữ 38 người gồm cán bộ huyện Mỹ Đức, chiến sĩ công an, cảnh sát cơ động và giữ tại nhà văn hóa thôn Hoành. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã về đối thoại với người dân xã Đồng Tâm vào ngày 22 tháng 4 năm 2017. Sau đó, Thanh tra thành phố Hà Nội đã tiến hành thanh tra toàn bộ các nội dung khiếu kiện liên quan tới đất đai của người dân Đồng Tâm. Thanh tra Hà Nội kết luận, toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng, được các đơn vị quân đội sử dụng vào mục đích quốc phòng, cắm mốc giới bê tông cốt thép, lập các sơ đồ, quản lý đất sân bay với 16 mốc giới. Trong quá trình quản lý đã cắm dài thêm 41 mốc thành 57 mốc có tọa độ theo quy chuẩn. Sự việc ông Lê Đình Kình và một số công dân cho rằng phần diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là 106 hectare, có đơn nêu là 96 hectare là không đúng. Theo hồ sơ quản lý đất nông nghiệp của Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm, xã không có đất nông nghiệp diện tích 59 hectare hoặc 49 hectare xứ đồng xanh như ông Lê Đình Kình và một số công dân nêu. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh cho biết, năm 1980 chỉ có 5 hộ, sau đó mua bán chuyển nhượng trái phép thành 14 hộ. Trong số những hộ này không có hộ của ông Lê Đình Kình và những người đồng quan điểm với ông Kình. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, ông Kình là người không có quyền và lợi ích hợp pháp tại khu vực sân bay Miếu Môn. Vì vậy,
ông không có quyền khiếu nại kết luận của thanh tra vì không phải đối tượng của cuộc thanh tra. Đối tượng của thanh tra là chính quyền các cấp thành phố Hà Nội, hộ sử dụng đất, ông Thanh nói. Phó Tổng Thanh tra khẳng định, ý kiến của ông Lê Đình Kình không đúng sự thật khách quan, khiếu nại không có cơ sở. Còn 14 hộ dân đang sinh sống có đồng thuận cao phương án mới và sẵn sàng di rời ra khỏi khu đất sân bay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.